Chào mừng anh chị đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi. Và hôm nay em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Fortuner các phiên bản ở thời điểm tháng 3 năm 2024. Và có một cập nhật mới là hiện tại Fortuner đã không còn phân phối phiên bản số sàn. Và cái thứ hai là sẽ không có phiên bản 2.8 máy dầu hai cầu thường nữa, và chỉ phân phối phiên bản Legendary thôi. Và sẽ có, hiện tại là còn 5 bản và giá lần lượt các phiên bản như sau. Đầu tiên em sẽ giới thiệu cho anh chị về bản máy dầu một cầu thường thì có giá niêm yết là 1.055.000.000, và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 11.000.000 tiền mặt. Tính ra lăn bánh ở Bắc Ninh và các thị trường lân cận sẽ là 1.155.000.000. Trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em số tiền là 333.000.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu dầu 2.4 bản Legendary, là phiên bản trước mắt anh chị đây, thì có giá niêm yết là 1.185.000.000, và hiện tại bên em đang giảm giá cho anh chị là 9.000.000 tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng. Thì tính ra lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng số tiền là 1.3 tỷ, và đăng ký trả góp thì anh chị chuẩn bị trước giúp em là 374.000.000. Phiên bản tiếp theo là phiên bản hai cầu dầu Legendary máy 2.8 lắp ráp trong nước, và anh chị lưu ý giúp em tất cả các máy dầu thì đều là lắp ráp trong nước hết. Có giá niêm yết phiên bản này, phiên bản cao cấp nhất, có giá niêm yết là 1.350.000.000, và hiện tại bên em đang hỗ trợ là 7.000.000 tiền mặt và gói phụ kiện chính hãng, thì có giá niêm yết, giá lăn bánh là 1.483.000.000. Còn phiên bản tiếp theo là phiên bản một cầu 2.7 máy xăng nhập khẩu nguyên chiếc Indo, thì có giá niêm yết là 1.165.000.000, và hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 22.000.000 tiền mặt, cũng như là tặng cho anh chị gói phụ kiện chính hãng. Thì tính ra lăn bánh sẽ rơi vào khoảng là 1.265.000.000. Còn phiên bản trả góp thì anh chị liên quan chuẩn bị cho em số tiền là 365.000.000. Còn phiên bản cuối cùng là phiên bản hai cầu máy xăng 2.7 thì có giá niêm yết là 1.250.000.000, và thời điểm hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 17.000.000 tiền mặt, lăn bánh là 1.363.000.000. Trả trước chuẩn bị giúp em số tiền là 392.000.000. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giá trả góp phiên bản các phiên bản Fortuner. Trong đấy thì có 3 phiên bản là máy dầu nhập khẩu nguyên nhập lắp ráp trong nước, và 2 phiên bản máy xăng 2.7 nhập khẩu nguyên chiếc Indo. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu anh chị sơ bộ về chiếc xe Toyota Fortuner. Fortuner thì có trước mắt chúng ta đây là phiên bản Legendary, có thiết kế trông rất là thể thao, được trang bị rất nhiều cái option mang tính chất thể thao như là cam 360 này, cụm đèn projector chia khoang anh chị ạ, đèn projector chia khoang, đèn sương mù dạng LED, hai cảm biến trước, la răng dạng phay xước, lốp dạng là lốp béo thể hình địa hình, có cam 360, đây là mắt cam ở trên gương. Phần tiêu thụ nhiên liệu thì chỉ khoảng 8,71 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, và tiêu chuẩn khí thải từ năm 2024 đã được nâng lên là tiêu chuẩn khí thải Euro 5, nên là anh chị yên tâm về sử dụng. Cốp điện cũng như là 4 cảm biến phía sau. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về phần nội thất của xe. Xe phần phiên bản Legendary thì sẽ được điểm thêm các cái miếng da màu đỏ thể thao, và ghế cũng vậy, trần xe sẽ là màu đen, còn phiên bản thường thì sẽ là trần da màu xám ghi sáng, có camera 60, cốp điện, đa cốp, cảm biến, nút xả lọc bụi, động cơ. Màn hình thì rất là lớn, màn hình của Toyota mới, có kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto không dây, có trang bị là lẫy chuyển số sau vô lăng, 3 chế độ lái Normal, Eco và Power. Điều hòa thì được sử dụng là điều hòa 2 vùng tự động. Anh chị thấy ở đây, điều hòa 2 vùng tự động. Và có 2 cái dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai, chỗ để kính. Đây là hàng ghế thứ hai của xe. Và hàng ghế thứ ba thì em đang hạ xuống. Có cửa gió cho hàng ghế thứ hai riêng này, có chỉnh được gió ở đây. Và hàng ghế thứ ba có cửa gió riêng, nên anh chị về làm mát của xe Fortuner thì hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra thì xe thì được trang bị là bộ loa
kết hợp với màn hình JBL cho ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Có anh chị thấy là gì đã chi tiết nhỏ thôi nhưng mà rất là hữu hiệu trên những cung đường dài, là hai cổng USB-C ở hàng ghế thứ hai và cổng sạc 220V 100W. Để chị dùng các thiết bị như là máy tính, laptop. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về sơ bộ nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản Legender và các giá bán các phiên bản khác, thì anh chị cần em tư vấn thêm cũng như liên hệ đặt xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.